Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để có thể chuyển được hình ảnh từ đây lên đây. Và để làm như thế nào thì các bạn cùng theo dõi hết video nhé. Ok, và trên tay mình là bộ chuyển đổi Lightning To HDMI VGA Audio Adapter. Thì cái bộ chuyển đổi này có chức năng như thế nào? Các bạn có thể thấy là mình sẽ có một cái bộ chuyển đổi, cái cáp chuyển đổi như thế này, nó sẽ khá là nhỏ gọn thôi. Trong bộ sản phẩm thì chúng ta sẽ có một cái khá đơn giản, chúng ta sẽ có một cái cáp chuyển đổi và một sợi dây nguồn. Cách kết nối thì mình sẽ thao tác và các bạn cùng xem cái cách mình kết nối để chuyển được hình ảnh từ iPhone lên trên TV như thế nào nhé. Cái chiếc adapter thì nó sẽ khá đơn giản như thế này thôi. Một đầu sẽ là cổng cắm Lightning để phù hợp với các loại iPhone. Và đầu còn lại thì các bạn sẽ có các cổng tín hiệu HDMI, VGA và audio. Đối với cổng HDMI thì nó sẽ hỗ trợ xuất cả hình ảnh và âm thanh luôn. Nên là khi mà các bạn sử dụng cổng này thì sẽ không cần đến cổng out audio. Tuy nhiên nếu như mà các bạn sử dụng cái cổng out tín hiệu là VGA mà vẫn muốn lấy tiếng thì các bạn sẽ cần xuất riêng một cổng audio bên ngoài như thế này. Thế nên là đối với cái chiếc adapter này thì sẽ đầy đủ 3 in 1 luôn để các bạn có thể sử dụng cho bất kỳ một cái phương tiện thiết bị nào. Bên trên thì chúng ta sẽ có một cái cổng nguồn như này để cung cấp nguồn sử dụng cho cái bộ adapter để đảm bảo cái độ ổn định của tín hiệu. Cách sử dụng thì như sau. Trước tiên thì các bạn sẽ cắm dây nguồn vào đây cho mình. Bên cạnh đấy thì với cái loại dây USB như thế này thì chúng ta sẽ cần có thêm một cái củ sạc USB. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ một cái củ nào của điện thoại, loại củ khoảng 5V 2A là được rồi. Đó, thì chúng ta sẽ cắm vào đây này. Mình sẽ chưa cắm vào nguồn điện vội nhá, các bạn sẽ để sang bên cho mình. Đương nhiên khi mà các bạn sử dụng kết nối thiết bị tín hiệu ra màn hình, ví dụ với mình ở đây mình có một chiếc màn hình TV sử dụng cổng HDMI thì mình sẽ cần thêm một dây HDMI như thế này. Độ dài dây thì tùy ý, có thể hỗ trợ đến khoảng 20-30m vẫn hoàn toàn ok. Nhưng mà độ dài càng ngắn thì cái độ trễ tín hiệu nó sẽ càng ít. Ở đây mình sẽ có một dây HDMI 5m và các bạn sẽ cắm dây vào đây. Sau khi mà các bạn cắm dây HDMI này, dây nguồn này, chúng ta sẽ cắm cái kết nối Lightning vào trong điện thoại. Mình sẽ cắm kết nối Lightning vào trong điện thoại như thế này. Và bước cuối cùng chúng ta mới cấp nguồn cho toàn bộ cái cụm thiết bị này bằng cách là cắm cái cổng USB vào đây. Sau khi cắm hết toàn bộ thiết bị thì các bạn sẽ đợi một vài giây. Ok, và sau khi mà các bạn hoàn thành cái việc mà chúng ta kết nối dây thì mất khoảng tầm 10 đến 15 giây thì thiết bị sẽ chuyển tín hiệu từ điện thoại lên trên màn hình TV như thế này. Và gần như là sẽ không có độ trễ khi mà các bạn sử dụng, hoặc là độ trễ sẽ rất là thấp thôi, còn tùy vào cái độ dài dây HDMI mà các bạn sử dụng. Với việc mà chúng ta sử dụng bộ chuyển đổi như này thì các bạn có thể xem được hình ảnh video clip ở trên màn hình lớn hơn, hoặc là sử dụng để xem phim cho cả gia đình nếu như mà chúng ta chỉ có một chiếc điện thoại nhỏ như này thôi. Mình có thể xem TikTok chẳng hạn này. Đó. Đối với cái giao diện HDMI thì nó sẽ chuyển cả âm thanh lên trên màn hình thì các bạn có thể nghe. Đó, và chúng ta cũng có thể xem cả YouTube. Tuy nhiên thì đối với cái ứng dụng YouTube thì cái việc hỗ trợ nó sẽ không được nhạy như các cái ứng dụng khác liên quan đến vấn đề đường truyền. Tuy nhiên là mình vẫn có thể sử dụng YouTube được. Và để tìm hiểu thông tin chi tiết của nhà đặt mua sản phẩm thì các bạn vui lòng truy cập website icamera.vn hoặc gọi đến số hotline phía bên dưới màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.